Chính nàng tiên. Khổ thân con trai tôi, chỉ vì nhà nghèo mà từng này tuổi vẫn không lấy được vợ. Ta là tiên, biết bà đang đau khổ vì cảnh nghèo khó, không có tiền đi hỏi vợ cho con, nên ta giúp. Ngày mai bà bảo con trai bà đi theo hướng ta chỉ, cứ đi mãi đến ngọn núi có phiến đá trắng to như cái nhà kia, sẽ thấy chính nàng tiên xuống tắm. Con trai bà yêu cô nào thì cứ lấy đôi cánh của nàng tiên ấy đem về nhà là được. Đội ơn tiên ông, con hãy làm theo lời tiên ông dặn nhé. Nhưng mẹ ơi, nhà mình nghèo thế này, làm sao con dám lấy một nàng tiên về làm vợ? Dù mình nghèo, nhưng con là chàng trai tốt, có tấm lòng nhân hậu, nhất định vì tình yêu thương mà nàng tiên đó sẽ ở lại với chúng ta thôi con. Tờ mờ sáng hôm sau, người con trai gói cơm, đem ống nước, băng rừng, leo núi, leo hết núi này đến núi khác. Đúng trưa mới đến chỗ tiên ông bảo. Chàng trai cảm mến nàng tiên thứ 9, chàng liền lẻn đến lấy trộm cặp cánh tiên của cô thứ 9 rồi trở về nhà. Trời ơi, cánh của em đâu mất rồi? Em thử tìm xem, chắc chỉ quanh đây thôi. Nhanh lên, chúng ta phải về trời rồi. Nhìn dấu chân người còn in trên cát mịn, dấu chân trên đường xuống núi, biết có kẻ lấy đôi cánh của mình rồi. Nàng vội vã lần theo dấu chân đi mãi. Xế chiều, nàng đến một ngôi nhà nhỏ, dựng lẻ loi dưới chân núi. Cháu ơi, đường xa vắng vẻ, cháu đi một mình như thế này nguy hiểm lắm. Cháu hãy vào nhà ta ăn cơm, uống nước rồi nghỉ lại đã. Nàng tiên đồng ý ở lại. Nửa năm sau, người con trai bà cụ lấy nàng tiên. Hai vợ chồng sống bên nhau rất hòa thuận, vui vẻ. Hai mùa, ba mùa, nàng tiên thứ 9 sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Từ đó, trong nhà càng thêm đầm ấm, vui vẻ hơn. Ta vâng lệnh trời, xuống đây để bắt nàng trở lại nhà trời. Nàng là tiên, không thể lấy người trần được. Nhưng ta không thể bỏ gia đình của ta được. Gia đình của nàng là ở thiên đình, không thể ở đây được. Hãy theo ta về trời, nếu không thiên vương sẽ nổi giận và không tha cho chồng con nàng và bà mẹ già ở đây của nàng đâu. Lo cho mẹ và chồng con, nàng tiên đã phải theo thiên lôi về trời. Mẹ ơi, mẹ về với con. Chàng trai cõng theo con đi tìm vợ, nhưng đi hết ngày này qua ngày khác vẫn không thấy đâu. Cậu con trai khóc khản cả giọng. Dân làng thương tình đã cùng giúp chàng trai làm một con chim sắt để chàng và con trai bay lên trời tìm nàng tiên. Mẹ ơi! Tội nghiệp họ quá, chúng ta phải làm cách nào để giúp họ được gặp nhau thôi. Chúng tôi cần gặp thiên lôi, chúng tôi muốn xin cho gia đình họ được đoàn tụ. Thôi được, ta sẽ cho chúng gặp nhau với điều kiện. Chàng trai nghèo khó đó phải làm được những việc sau. Thứ nhất là trong một ngày phải nhặt hết số vừng rơi trong khu rẫy dài bằng một khoảng chim bay mỗi cánh. Thứ hai là phải ăn hết những ớt gió đã chín trong một khu rừng ớt. Thứ ba là phải làm một cái nhà bằng kim cương thật đẹp giữa sông Hằng. Con cảm ơn tiên ông ạ. Phải làm sao để xây được lâu đài kim cương trên sông cơ chứ? Con muốn gặp mẹ, mẹ quá. Anh đừng lo, ngày mai anh sẽ có nhà đẹp và sẽ được gặp vợ. Không ngờ nó có thể làm được lâu đài bằng kim cương. Hãy mau mau chuyển tới lâu đài tuyệt đẹp đó để hưởng thụ nào.
Vì móng lâu đài được làm bằng mai rùa, nên khi lửa nhóm lên, làm rùa nóng quá rẩy rụa. Cùng lúc các loài cá cũng lăn theo. Từ đó, nàng tiên thứ 9 và chồng con được đoàn tụ và sống bên nhau hạnh phúc. Bộ đôi ngựa mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Những gánh củi. Mệt thật, mai mà kiếm đủ củi, vừa kịp phiên chợ. À, tôi nghĩ chẳng cần đi đâu nữa, hai chúng ta cứ ngồi đây. Người ta đi chợ thế nào chẳng qua đây, cần gì phải ra chợ mà mình vẫn bán được củi. Ừ, nhưng có mỗi hai chúng ta ngồi đây, củi bán biết đắt rẻ thế nào, mà chắc gì người ta đã mua. Trời ơi, anh cứ khéo lo, thế nào rồi chẳng có người mua, việc gì mà phải vất vả ra tận chợ, mất thêm một đoạn rõ xa. Thôi, tùy anh, tôi thì tôi sẽ ra chợ. Cái anh này ngốc thật, không nghe theo mình, chỉ tổ mà thân. Mua củi đi các bác ơi. Có giúp tôi gánh về nhà được không cậu? Nhà bác tận đâu ạ? Sớm đông. Ấy không, thế thì chịu. Tưởng nhà bác ở trên đường về nhà tôi thì tôi còn giúp. Nhà tôi lại ở sớm tây cơ, ngược đường rồi. Anh gì ơi, sư chủ trì chùa Hoàng Ân trước mặt kia đang cần ít củi đấy. Sớm nay ngài nhờ ta, nếu xuống núi thì hỏi mua giùm. Anh cứ đi cùng ta, gánh lên chùa, nhà sư sẽ mua cả cho. Ê, xa lắm, tôi vừa mới kiếm củi xuống, giờ lại gánh lên nữa thì sức đâu. Em ra chợ tôi còn chẳng muốn, chứ đừng nói là mang lên tận chùa. Tôi chỉ ngồi đây bán cho người đi chợ qua lại đường này thôi. Thế thì thôi vậy. Anh Tiều Phu ơi. Ông gọi tôi à? Anh đang gánh củi đi bán phải không? Vâng, tôi đang định ra chợ bán. Ông có mua không? Tôi bán cho. Tôi thì không cần, nhưng sư trụ trì chùa Hoàng Ân trên kia đang cần. Nếu anh đồng ý thì theo tôi dẫn lên đấy. Vâng, được ạ. Nhờ ông dẫn đường hộ. Được, vậy chúng ta đi. A-di-đà-phật, con gọi được chàng tiều phu này gánh củi lên cho nhà chùa đây. Cảm ơn ông quá. Chàng trai, cậu giúp ta gánh củi ra sau chùa nha. Vâng ạ, thưa sư thầy. Cậu vất vả quá, không phải ai cũng chịu gánh củi lên tận đây bán đâu. Cậu uống bát nước đi cho đỡ khát, rồi ở đây nghỉ ngơi, ăn cùng nhà chùa bữa cơm chay, rồi chiều mát hãy xuống núi. Con cảm ơn sư thầy ạ. Sư thầy tốt bụng quá. Cảm ơn chàng trai. Từ mai cứ vài ngày, cậu lại mang củi lên đây giúp ta được không? Dạ được ạ, thưa sư thầy. Cảm ơn sư thầy vì bữa cơm và giấc ngủ trưa ngon lành ạ. Không có gì. Hẹn gặp lại cậu nha. Diệt chuột. Năm nay mất mùa lại hóa hay, thóc gạo tha hồ tăng giá, mua rẻ bán đắt,
chẳng mấy khi có cơ hội làm ăn tốt thế này. Ông ơi, cho tôi mua 1 cân gạo. 5 đồng 1 cân. 5 đồng ư? Sao đắt thế? Mọi khi có 2 đồng thôi mà. 5 đồng đấy. Không mua thì thôi, chị cứ ra ngoài xem, xung quanh đây còn ai có gạo bán nữa đâu. Nhưng cháu chỉ có 4 đồng, ông làm ơn bán rẻ cho cháu. Còn cháu đói lả mất rồi. Ơ, cái chị này hay nhỉ. Không đủ tiền thì tránh ra, còn để tôi bán hàng. Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy ông, ông làm ơn làm phước. Thấy chị hoàn cảnh tôi cũng thương lắm, nhưng bán thiếu thì tôi lỗ vốn mất. Hay chị lấy con mèo này bù vào, nhà chị đói thế thì nuôi mèo làm gì. Thôi đành vậy. Đúng là một món hời. Con mèo này mà mua ngoài chợ ít cũng 2 đồng bạc, nhà lại đang nhiều chuột. Chà, được đấy, mèo là phải thế chứ. Chà, từ ngày có mèo đỡ bị chuột cắn bao nhiêu là thóc. Lại đúng dịp thóc gạo như vàng, đúng là một con mèo tốt. Chuyện gì thế? Hả? Ôi trời ơi, gà của ông. Sao mày dám? Chết nè, chết nè. Thế này có chết không? Con gà đang béo tốt thế kia. Cứ thế này thì con mèo ăn hết cả bầy gà mất. Thôi, đuổi. Ông đuổi tống hết, không mèo meo gì nữa. Ồn ào quá. Ôi, cái gì thế? Ôi, đau quá. Chuột với bọ, to gan thế chứ. Đằng nào cũng không ngủ được, dậy sớm ra cửa hàng vậy. Ôi, sao thế này? Trời ơi, cái áo mới mua của ông, cả 100 đồng bạc. Lũ chuột, sao chúng mày dám? Chết, còn kho thóc. Ôi trời ơi, chuột ơi là chuột, chúng mày phá nát nhà ông rồi. Bao nhiêu tiền bạc của ông? Trời ơi, biết thế này cứ để cho con mèo nó ăn gà còn hơn. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Chú rùa ngang ngược. Cậu xem, đôi cánh của mình đẹp không này? Ừ, cánh của mình cũng đẹp mà. Này, chúng ta cùng thi xem ai bay nhanh hơn nhé. Đúng là chậm như rùa. Chà, phải chi mình cũng bay được như vậy. Rùa con, tìm ta có chuyện gì vậy? Anh xuống đây tôi nhờ một chút. Anh chim ưng ơi, tôi tôn anh làm đại ca nhé. Sao tự dưng lại tôn ta làm đại ca? Có chuyện gì nhờ vả hả? Dạ, dạ, anh có thể dạy tôi bay như loài chim được không? Cái gì cơ? Làm sao mà cậu bay được? Cậu không có cánh thì làm sao mà nhấc mình lên được chứ? Thế thì tôi sẽ vỗ 2 cái chân trước này thay cho cánh, được không anh? Không được đâu, cậu không thể bay được đâu. Thôi về đi. Nhất định tôi sẽ bay được mà, hãy dạy cho tôi đi. Xin anh mà, tôi năn nỉ đấy.
Thôi được rồi, tôi sẽ dạy cậu bay. Hoan hô đại ca chim ưng, đại ca đúng là số 1. Nào, ta sẽ cắp cậu lên rồi chúng ta cùng bay. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ bay thấp thôi. Ô la la, tôi đã biết bay rồi, tôi đã biết bay rồi. Này anh, hãy bay lên cao nữa đi, ở dưới này thấp quá. Đấy đấy, thế này mới thích chứ. Biết bay thật là tuyệt. Nào, anh hãy bay cao lên nữa đi. Không được, bay cao quá nguy hiểm lắm. Ta mỏi chân lắm rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Chán thế. Anh Chim Ưng, tôi biết bay rồi. Anh hãy buông tôi ra, tôi sẽ tự bay cao hơn nữa. Không được, nguy hiểm lắm. Thôi mà anh Chim Ưng, buông tôi ra, tôi bay được rồi mà. Anh lo gì chứ? Thả tôi ra đi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Này này, cậu làm gì thế? Yên nào, tôi không giữ nổi cậu đâu. À! Nếu không hiểu rõ thực lực của bản thân mà lao vào thực hiện những mục tiêu hão huyền vượt xa khả năng của mình thì rốt cuộc sẽ phải hứng chịu những hậu quả đau đớn. Tiếc nuối muộn màng. À, trả em đây. Sao lại lấy quả đó của em chứ? Mãi em mới tìm thấy quả đấy mà. Trời anh ơi, anh đói quá. Tí nữa anh sẽ tìm cho em những quả còn chín và ngon hơn nha. Anh nói dối, khu vườn này lấy đâu ra nhiều quả chín thế mà tìm chứ? Em không chịu đâu. Chào hai anh em, có gì mà rộn rã thế? Chào bác Sóc ạ. Hai anh em chơi vui quá nhỉ? Bác Sóc ơi, bác có biết ở đâu có nhiều hoa quả tươi ngon không? Càng ngày hoa quả trong khu rừng của chúng ta càng hiếm. Bác cũng không biết nữa. Từ nhỏ đến giờ bác cũng chưa đi đâu ra khỏi khu rừng, nên cũng không biết có nơi nào có nhiều hoa quả không nữa. À, hôm trước bác có nghe bác voi nói ở dưới chân núi có một vườn bách thú. Ở đấy các bác hổ, tinh tinh hay khỉ hằng ngày đều được người ta cho ăn rất nhiều hoa quả đó. Ôi anh ơi, vậy chúng ta tới đó xem thử đi. Hoa quả kia mới tươi ngon làm sao? Đúng vậy, chưa bao giờ anh em mình được ăn nhiều hoa quả ngon như thế kia. Ước gì anh em mình cũng được như anh Tinh Tinh nhỉ. Chào anh Tinh Tinh, hoa quả ngon thế sao anh không ăn? Cho em ăn với. Hoa quả này là cái quái gì cơ chứ? Được tự do như hai anh em chú mới là sung sướng đó. Đó là anh không biết đấy thôi. Chúng tôi vất vả từ sáng đến tối mịt mới có một vài quả ăn. Anh thật sướng, suốt ngày các anh chỉ ngủ chơi rồi đồ ăn được mang đến tận miệng, chẳng bao giờ phải đói như chúng tôi. Sống thế mới là sống chứ, thật đáng ngưỡng mộ. Các chú đừng nói vậy, thực ra tôi mới là kẻ ngưỡng mộ hai chú. Ngưỡng mộ chúng tôi ư? Anh không đùa đấy chứ? Đúng vậy, các chú được tự do chạy nhảy trong rừng, trong khi chúng tôi chỉ có thể đi lại trong chiếc lồng này mà thôi. Nhưng em lại thích được như anh cơ. Suốt ngày được ăn ngon ngủ kỹ, không bao giờ phải chạy mưa gió đói rét. Ôi, thật gan tị. Ôi, cái gì thế này? Thả tôi ra, thả tôi ra. Ở đây thích quá anh nhỉ? Đúng vậy, ở đây chúng ta tha hồ mà ăn ngon. Quay trở về khu rừng, ở đây chẳng thích tí nào cả. Anh cũng chán lắm rồi. Trời ơi, thế mới hiểu những điều anh Tinh Tinh nói, không phải đùa mà là sự thật. Tục ngữ có câu, đứng núi này trong núi nọ. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng luôn cảm thấy không hài lòng với hiện tại trước mắt mình, mà luôn ngưỡng mộ những cơ hội mà người khác có. Chúng
chúng ta cố sức thoát khỏi cái lồng hiện tại để nhảy vào một cái lồng mới. Đến lúc đó thì mọi thứ đã quá muộn. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.